Chị quay vlog vào khi nào có nó náo loạn nhà không ạ? Lại quay vlog vào khi nào có loạn còn nào? Tiếp. Cu. Shit. Cu. Áo. Làm sao được 1m6? Làm tròn lên thế. Hẳn là làm tròn 3cm. 8m58. Thôi được rồi. Sáng ra tao cao 1m6. Ơ, sáng ra cao hơn mà. Thôi được rồi. Linh cáo làm thế nào để có một thân hình bốc lửa như chị vậy? Bằng ngò ngò. À không phải bằng. Làm lại đi. Linh cáo làm thế nào để có một thân hình bốc lửa như chị vậy? Hai chấm ngò 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 ngò. Ôi thật quyến rũ. Đầy. Thôi thật sexy đầy quyến rũ quá đi mất. Đọc lại đi. Thấy mày có vẻ An Kyrie Curse. Chị ơ, cho em hỏi chị là một cosplayer bao nhiêu năm rồi ạ? Và chị mua đồ cosplay có đắt không chị? Mày đọc không đến bình thường. Mình làm cho được quá. Chị ơ mà. Chị đứng rồi đọc kiểu giọng giọng báo thế. Chị ơ, cho em hỏi chị là một cosplayer bao nhiêu năm rồi ạ? Và chị mua đồ cosplay có đắt không chị? Bắt đầu, khi nào đếm thì bắt đầu nhá. Hey. Smooth, but can you teach me how to dug it? Show my moves on the air.